giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một con đúc KTM đúc 200, xe đăng ký 2019, quá rẻ luôn, 53 triệu 800 ngàn thôi. Có một con xe KTM quá ngầu luôn nha mọi người. Ngầu, đẹp, rẻ. Rẻ như rẻ hơn cả con MT15 nữa, 50 mấy triệu có một con mô tô thôi. Quá đã luôn, đời cao nha, 2019. Xe này phuộc nó ok lắm mọi người. Kiểu dáng nó trẻ trung nữa nha, phù hợp sinh viên học sinh này kia chạy cũng ok nữa. Sinh viên này kia mình đi xe này là vừa tiện, nó vừa ngầu vừa đẹp. Cái màu nó trẻ nữa nha. Giá 53 triệu 800 ngàn thôi, đăng ký 2019, xe lên được cũng được nhiều đồ chơi. Rồi, để em giới thiệu cho mọi người chi tiết nè. Rồi, ok mọi người. Con xe quá đẹp luôn. Quá đẹp, đẹp, rẻ. Nhìn nó phong cách thể thao nữa nha. Rồi, đầu tiên em giới thiệu xa nè, mọi người thấy không, lên đồ nhìn quá đã không, giống như là con xe gọi là sao ta, đi tự nhiên quên mất tiêu tên rồi, lên cái bộ chống bảo vệ tay côn này hắn nè. Đó, giống như là cái xe tự nhiên quên mất tiêu, xe mà đi chạy để chạy đường núi rừng đi phượt này kia, gọi là tên quên, em quên tên rồi. Để xem nhớ lại em nói lại nha. Đó, lên kính chắn gió nè. Đó, lên cặp kính của MT03 có thể xoay vô xoay ra được nha. Đó, nhìn ngầu không? 53 triệu 800 ngàn một con xe, nhìn quá đẹp luôn. Màu nó đẹp đó nè, lên bộ tem cực đẹp luôn. Đó. Thấy không? Trước là cặp phuộc upside down WF nha. WF là cái hãng mà chuyên sản xuất phuộc nhún, là gọi là ok nhất hiện giờ để cho mọi người đi mà xe địa hình nhá, kiểu như gọi là xe địa hình, cái tên gì em quên mất tiêu rồi. Nói chung là kiểu như xe địa hình vậy mọi người, đi đồi núi này kia nhún cho nó êm ái á nha. Thêm chủ xe lên bộ tem WF nữa nè, quá khớp với xe luôn nha. Bấm cam zin. Đó, lên bộ tem cực đẹp luôn, em nhìn bộ tem em nhìn ghiền ghê. Đó, nhìn bộ tem quá đẹp luôn. Có lên chống đổ nè. Đó, chủ xe máy bồi dưỡng nha, nhất nhau này kia là còn tươi lắm. Lên chống đổ nè, lên bộ chống đổ nè. Bô thì bô zin, vẫn bô zin nút gầm nha mọi người. Đó, bô zin nút gầm, cục máy đăng ký 2019 nè. Máy móc này kia là còn đẹp long lanh hết. Đĩa sau nè, đĩa sau còn thẳng băng nha mọi người. Đó, đĩa sau thẳng ốc tán này kia sáng chân nè.
đó, heo heo gì ta, bi bay gì quên tiêu rồi, bi bay gì đó đó. Mọi người thấy không, mọi thứ là còn đẹp hoàn hảo hết, quá trời đẹp luôn. 2019 sau này là lên bộ ba ga nha. Mọi người ưng thì gắn cái thùng ba ga sau này, hoặc là để đồ đây để đi phượt này kia, đúc 200 quá đẹp luôn, quá đẹp quá rẻ, rẻ còn 15 nữa nha mọi người. Đó, một tem quá trời đẹp luôn, nhông xin dĩa lên luôn này, nhông xin dĩa đi đi lên luôn nè. Đó, ốc nâng bánh nè, này là cái khung sườn của nó nè, khung sườn đặt chân của KTM nè, ý lộn, gấp gấp đặt chân của KTM nè. Đó, khung sườn của nó này, khung sườn mắt cáo nha mọi người, khung sườn mắt cáo, bô là bô zin, bô đút gầm. Ưng thì mọi người có thể gắn lên trên, nhưng mà đi đút gầm nó sẽ gọn hơn, tùy mọi người thấy thôi nha, tùy mọi người ưng như thế nào thì mình đi thôi, chứ em không có khen chê gì được. Bộ tem quá trời đẹp luôn nè, bộ tem cực đẹp nha mọi người. Đây, đĩa trước đây, đĩa trước bộ 4,5 mm đây, quá dày quá đẹp luôn. Đây, hiệu heo trước sau là bi bè nè, bi bre gì đó, con này là hiệu của công phục WF nha, thương hiệu đó mọi người thấy không, đĩa sáng chân à. Đây, tại em dưới này đâu, nãy là em chỉ lỗi. Đó, mâm này kia giỏ là đi giỏ Michelin Pilosic Radio. Đó, cổ vô này kia là còn sáng bóng này kia, đẹp long lanh. Rồi, phần trên là lên bao tay Spider. Rồi, kiến này là kiến xoay ra, phay ra khi vô được nha mọi người, gặp ra gặp vô được. Bây giờ cứng quá, em một tay nên hơi hơi khó làm. Rồi, lên ghi đông đi Yoma nè. Đó, cái này bảo vệ tay lái nè, bảo vệ tay lái tay côn nè. Đó, KTM rất chi là đẹp về cái cục này, có đèn nè mọi người thấy không, có đèn nè. Đó, cái này là tắt công tắc nên đồng hồ nó sẽ không hiện lên, cái nào mình bật vậy nè, đó đồng hồ sẽ nó hiện lên, thấy không. Ốc tán này kia là còn sáng chân nha mọi người, ốc tán sáng nè, mọi thứ là có hoạt động hoàn hảo hết. Màu cam đặc trưng của KTM luôn, yên ngồi êm ái chở bạn dễ. Rồi, để em đem máy thử cho mọi người nghe là cái tiếng nè. Đây, để em quay lại xíu nè. Tại cái bô này dướng vô địa nên em phải quay xe. Đó, quá đã luôn. Thêm máy 53 triệu 800 ngàn thôi, quá rẻ cho một con xe đúc 200 nha mọi người. Đó, tại vì cái bô này nó chỉ, cái gầm dưới này nó chỉ vô đây quá nên em đè một chút xíu thôi nha. Rồi, xi nhan led đó nè, có lên xi nhan led đó nè, quá trời đẹp luôn, quá rẻ luôn. Ok nha mọi người. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua em bot nè, có ba hình thức trả góp nè, trả góp qua em bot thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu.
Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả trăm chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả trăm chiếc, đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc, em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.